giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoài Lâm có động thái khiến khán giả xót xa hậu ồn ào tình cảm của vợ cũ Cindy Lư và Đạt Chi. Sau khi Cindy Lư công khai mối quan hệ và bên vực Đạt Chi, Hoài Lâm lại có động thái khiến người hâm mộ xót xa. Hậu ly hôn Hoài Lâm, Cindy Lư vướng vào nghi vấn hẹn hò Đạt Chi. Cả hai sau đó cũng chính thức công khai mối quan hệ. Khi vợ cũ lên tiếng bảo vệ Đạt Chi, Hoài Lâm mới đây cũng có động thái khiến dân tình xôn xao. Nam ca sĩ khẳng định hiện tại chỉ còn mỗi âm nhạc để bày tỏ cảm xúc. Ca khúc mới của Hoài Lâm tựa như nói ra chính lòng mình và ồn ào tình cảm vừa qua. Tối 11 tháng 5, Hoài Lâm phát hành MV Anh Cứ Ngỡ, chia sẻ ca khúc trên trang cá nhân. Anh có đôi dòng tâm sự khiến người hâm mộ nghe xong liền cảm thấy xót xa. Hoài Lâm bộc bạch, giờ chỉ còn âm nhạc là nơi Lâm có thể bày tỏ được hết những tâm tư cảm xúc của mình mà không phải bận tâm nhiều thứ. Vừa qua, Hoài Lâm vướng vào ồn ào tình cảm khi vợ cũ Cindy Lư hẹn hò Đạt Chi. Dù đã ly hôn, nhưng tên của nam ca sĩ vẫn liên tục bị cư dân mạng nhắc đến. Nhiều người chỉ trích Cindy Lư và Đạt Chi, bởi lẽ Đạt Chi vốn là người bạn thân thiết với Hoài Lâm trước đây. Dường như sau những sóng gió đời tư, Hoài Lâm chỉ muốn tập trung vào âm nhạc. Bản thân anh hiện tại cũng không muốn bận tâm đến quá nhiều thứ. Về ca khúc Anh Cứ Ngỡ, đây là bản ballad với giai điệu hết sức buồn thương. Người hâm mộ vừa nghe xong đã ngỡ như Hoài Lâm đang hát về chính cuộc tình của mình. Ca khúc có câu, anh cứ ngỡ em thương anh nhiều lắm, mà qua bao giông mới biết mình đã lầm. Thể hiện nỗi đau của chàng trai vì cô gái vốn không yêu anh. Dễ hiểu khi khán giả liên tưởng bài hát này đến mối quan hệ của Hoài Lâm, Cindy Lư và Đạt Chi. Trước đây, khi vừa tuyên bố ly hôn, Hoài Lâm phát hành MV Hoa Nở Không Màu. Ngay tại thời điểm như luận xôn xao, fan cũng khẳng định bài hát là tiếng lòng của ngôi sao 9X. Đến nay, ồn ào chuyện tình cảm của vợ cũ bạn thân nổ ra, anh tiếp tục mượn âm nhạc để gửi gắm tâm tình. Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, Hoài Lâm càng trở nên kín tiếng trên mạng xã hội. Riêng Cindy Lư khi quyết định công khai hẹn hò Đạt Chi, cô cũng chia sẻ loạt ảnh tình tứ bên nam rapper. Ngoài ra, cư dân mạng còn thấy rằng Đạt Chi rất thân thiết với con riêng của Cindy Lư. Trước thông tin Cindy Lư hẹn hò Đạt Chi công khai đứng về phía bạn trai, Hoài Lâm không có bất cứ lời phán xét bình luận nào. Hiện tại, người hâm mộ mong rằng giọng ca Buồn Làm Chi Em Ơi sẽ toàn tâm đồng ý với âm nhạc, sớm trở lại vào hoạt động tích cực hơn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.